Tờ công hiến này
kính mời ban điều và ban nhân sự hội thánh dâng lời cung hiến. Để làm nơi thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời và người. Kính lạy Đức Chúa Con, chúng con kính dâng nhà thờ này cho Chúa. Để học biết lời Chúa và thực hành niềm tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính lạy Đức Thánh Linh, chúng con kính dâng nhà thờ này cho Chúa. Để trao nhận tin lành cứu rỗi với quyền năng của Đức Thánh Linh. Nguyện Đức Chúa Trời và người nhận lời cầu nguyện. Và sau đây trân trọng kính mời mục sư Thái Thích Trường, bộ trưởng chủ lễ đại cho hội đồng quản trị sản nghiệp hội thánh tin lành Việt Nam lên thời gian ký tên tiếp nhận và cầu nguyện công hiến. Trân trọng kính mời mục sư. Tôi xin thay mặt cho ban điều hành hội đồng quản trị sản nghiệp của hội thánh tin lành Việt Nam xin vinh danh Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh long trọng tuyên bố chúng tôi tiếp nhận nhà thờ và toàn bộ cơ sở của chi hội của nước làm một tài sản chung của hội thánh tin lành Việt Nam do hội thánh tin lành Việt Nam của hội thánh tin lành Việt Nam làm chủ. Mục sư quản nhiệm đang thực sự và toàn thể con dân Chúa tại đây có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà thờ này là ngôi thờ của Chúa, thi hành phục vụ giảng rao với thành cứu rỗi của Chúa để xây dựng hội thánh và cứu rỗi mọi người tin. Thì đó không được tìm nhận bài này cho bất cứ một đất nước khác. Bây giờ chúng ta được cái cầu nguyện cùng nhau. Là Chúa, Đức Chúa Trời chí cao, vinh hiển, đáng ngợi khen, đến sáng tạo nên loài, để truyền nên chúng tôi được bỏ đồ nên loài, vạn vật Chúa bị nên. Và Chúa thương thương nhân từ ban mọi phước lành tốt nhất cho kẻ tin nơi Ngài. Và Chúa đã chờ để mọi người an an tiếp nhận Chúa được cứu rỗi. Chúa đã thành lập hội thánh Chúa tại nơi này. Bao nhiêu con Chúa biết Chúa nói là đạo của Ngài trải qua thời gian dài đầy thăng trầm, nhưng Chúa vẫn yên nguyên. Thì Chúa Trời còn đang ban phước cho hội thánh để rồi nhu cầu của hội thánh Chúa tại đây được đáp ứng, Chúa biết đỡ để nhà thờ được xây dựng xong. Chúng con dâng Chúa lời cảm tạ xứng đáng cho ngôi nhà, dâng lên Chúa ngôi đền thờ được xây xong để làm nơi thờ của Chúa. Còn khi Chúa ngự chữa anh em chúng con mỗi khi nhóm lại bá cứu cho mỗi sinh hoạt và mỗi tháng Chúa
được bình an, có được những quả lòng nhận phước và tiếp tục đứng chung đến trong sự cầu của Ngài. Nhờ Chúa thì Chúa vui và phước cho anh em chúng con, chúng con cả ông Ngài. Chúa biết trở lại chánh để giải quyết những phần còn thiếu và cứ tiếp trả lễ để được xong nhiều hạng mục và cho sinh hoạt thì cơ sở của hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con nghĩ đến lúc nào cảm tạ Chúa của chúng con ba ơn giúp đỡ sử dụng mọi người góp phần trong công việc xây dựng nhà thờ và giúp hội thánh Chúa từng con cái thứ một và tại chi hội chúng đó và cho chúng giữ gìn ban ơn và phúc của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con xin dân hội thánh của Ngài và được cung kính lần này trong cả Chúa. Chúng con hiện biết thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Nghi thức thực tế nhà thờ kết thúc, các tin mừng sư có liên lạc các cơ sở thánh trở lại cùng chúng tôi.